Mình vừa mới đặt mua cái quạt treo tường của hãng Panasonic trên Shopee về các bạn ạ. Nhưng mà cái quạt này khá đắt luôn các bạn ạ. Gần 2 triệu bạc một chiếc quạt này. Trong khi đấy, những chiếc quạt kia là những chiếc quạt thông thường giá chỉ khoảng 500 ngàn thôi. Cái quạt này này, nó cũng giống cái, cái quạt của Pana này. Nhưng mà cái này là của hãng Vinawin, nhưng mà giá cũng chỉ vài trăm ngàn thôi. Mà cái quạt này gần 2 triệu bạc. Các bạn không tin đâu. Đây, đơn giá mình vừa mới lấy về đây 1 triệu 796 tức là gần 1 triệu 8 cái này là cái giá đã được giảm giá bởi vì mình mua trong cái đợt khuyến mại nhé Thế còn cái giá niêm yết của nó là 1 triệu chín mấy gần 2 triệu đặt le lưỡi là vậy tại sao mình mua cái quạt này Ok chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem vì sao quạt này nó đắt mà mình lại mua thì cái modem chính thức của cái quạt treo tường này nó là F409M các bạn nhé thì cái phụ kiện của nó sẽ gồm có một cái cánh này cánh này là cánh mềm này rất chi là mềm luôn. đây là hai cái lồng lồng sơn tĩnh điện này. thì nó có màu xanh và màu trắng thì mình chọn màu trắng. đây là cái treo tường này, cái này để chúng ta bắt vào tường để chúng ta treo lên này. cái này là cái vặn và cánh này. và một cái điều khiển từ xa. cái điều khiển này thì nó chỉ có bật tắt này, chọn tốc độ này, đảo chiều này và chọn thời gian này. và đầy đủ phiếu bảo hành các bạn nhé. Và quạt này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia về các bạn ạ. Thì đây chính là cái thân quạt chính đây. Cái quạt chính này thì về cái thiết kế nó giống như cái quạt Vinawin của Việt Nam các bạn ạ. Thiết kế hoàn toàn giống luôn. Cái quạt Vinawin nó cũng có hai cái nút bấm ở trên này và nó cũng có hiển thị như này nhá. Cầm nặng phết. Đây, đầu tiên đập vào mắt mình. Các bạn nhìn thấy này, cái trục này. Các bạn nhìn thấy vào bên trong cái trục ấy thì các bạn thấy ở đây nó là bạc thau hay là bạc đạn nhìn cái mắt thường như này thì đây nó là bạc đạn các bạn nhé và mình nhìn rõ cái vòng bi là vòng bi 608 z luôn như vậy cái quạt Panasonic F409M này chạy bằng bạc đạn các bạn nhìn thấy chưa quay cực kỳ trơn tru luôn đấy rất chi là trơn mình quay tay này trơn lắm không hề nghe một cái tiếng động nào nhé không hề nghe cái tiếng ro 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 hay là tiếng rào rào như mà một số bạn nói là độ bạc đạn vào ấy là nó kêu rào rào. Có thể là cái bạc của các bạn nó hơi kém chất lượng. Chứ còn đây cái bạc xịn này, quạt này tọt tiền triệu đây. Quạt tiền triệu người ta lắp sẵn bạc đạn vào nhá các bạn nhá. Tiện mình cũng sẽ mở luôn cho các bạn xem cái động cơ của cái quạt cao cấp này xem nó như thế nào. Thì đây các bạn nhìn thấy chưa? Động cơ quạt cao cấp nó khác hoàn toàn so với quạt thường đúng không ạ? Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Động cơ của nó nó sẽ ghép bằng hai cái khối thép này nó dập chuẩn xác nó ghép lại với nhau và cái trục này nó sẽ được gối trên hai cái vòng bi nhé vòng bi trước và vòng bi sau ở phía sau này cũng sẽ có vòng bi mình nhìn mắt thường bằng cái lỗ này mình thấy có vòng bi và các bạn thấy đây đây mình quay cho các bạn xem này. Đấy, rất chi là chân chu luôn và không hề nghe thấy một cái tiếng động nào luôn nhé em du không nghe một cái tiếng động nào luôn nếu các bạn không tin các bạn cứ mua về các bạn quay thử các bạn biết ngay không hề nghe tiếng động nào luôn ở cái vòng bi này các bạn thấy chưa đối với quạt cao cấp tiền triệu thì mình thấy có vòng bi ở bên trong nhưng đối với cái quạt thông thường thực sự thì bây giờ mình chưa thấy cái quạt nào vài trăm ngàn mà nhà sản xuất lắp sẵn vòng bi cho chúng ta chủ yếu là dùng bạc thau các bạn nhé thì có một số video mình hướng dẫn cho các bạn chế cái vòng bi và quạt thông thường thì có một số bạn mỉa mai rằng là cái vòng bi hay là cái bạc đạn này nó không thể bền bằng bạc thau nên là nhà sản xuất không chế tạo đơn giản thôi những cái quạt thông thường ấy thì nhà sản xuất không chế tạo vòng bi bởi vì nếu chế tạo vòng bi thì có khi họ lỗ vốn còn đối với cái quạt cao cấp thì họ có cho vòng bi vào đây như quạt này gần 2 triệu bạc thì họ có cho vòng bi đây các bạn nhé ngay như cái hãng Liwa của Việt Nam mình cũng có chế tạo quạt thì họ cũng làm vòng bi và vòng bi họ làm còn làm cả vòng bi ở cái cái chỗ đảo gió này cơ đấy các bạn thấy chưa nhưng mà cái quạt Liwa cũng tầm hơn một triệu bạc một cái chứ không có cái quạt nào mà khoảng vài trăm ngàn mà có vòng bi đâu các bạn ạ nếu các bạn nào mà biết được cái quạt nào vài trăm ngàn có vòng bi thì giới thiệu mình cái thì mình tìm hiểu xem nó có ngon không thì mình mua bởi vì mình thích những cái quạt có vòng bi. Vì sao có vòng bi lại thích? Bởi vì sao? Bởi vì ngay như cơ quan mình cũng có một cái quạt Panasonic này dùng hơn 3 năm rồi, chạy vòng bi chạy êm du đến bây giờ vẫn chạy êm du. Và không phải tra dầu mỡ lần nào. Đấy là cái mình cực kỳ thích. Chứ quạt thông thường, đây, đây là quạt thông thường đây cứ mỗi một mùa hè là mình phải tra dầu tra mỡ ít nhất là hai lần thì nó với bon được chứ còn không là bắt đầu nó két hoặc nó kêu rất chi là khó chịu luôn còn quạt có vòng bi này thì đảm bảo các bạn là chạy cực kỳ êm du luôn tất nhiên là nó bẩn nó bụi thì các bạn lau chùi thôi nhưng mà các bạn không cần phải tra dầu tra mỡ làm gì cả mà nó vẫn êm kể cả các bạn không cần lau chùi nó vẫn êm nhá nhưng mà nó bụi bẩn thì thường thì mình vẫn hay lấy ra mình lau chùi nó sạch sẽ và đối với quạt Pana này thì ở dưới cái chỗ cầu đấu dây này nó sẽ có một cái con gọi là cái con cầu trì nhiệt các bạn nhé à, Cầu trì nhiệt này có tác dụng sẽ bảo vệ động cơ để chống cháy động cơ Còn đối với quạt thông thường này nó sẽ không hề có cái cầu trì nhiệt như thế Đây mình sẽ cho các bạn xem luôn giữa cái quạt cao cấp và quạt thông thường Quạt này là quạt thông thường à, giá chỉ vài trăm ngàn thôi ở đây mình không có ý là so sánh giữa hãng Pana và hãng thông thường bởi vì hai cái này là giá hoàn toàn khác nhau, mình không thể so sánh được. Đây là một cái sự so sánh khập khiễng nhưng mà mình để cho các bạn thấy là cái quạt cao cấp, cái quạt xịn tiền triệu nó khác gì so với quạt thông thường thôi. Bởi vì quạt thông thường thực ra thì dùng nó vẫn tốt, vẫn bền. Nếu như mà chúng ta chăm vệ sinh, chăm lau chùi và chăm cha dầu thì nó vẫn bền các bạn nhé. Còn đối với quạt cao cấp thì nếu mà người nào có điều kiện thì nên mua đây cái tụ điện của nó này, đấy cái tụ này là tụ xịn nhá các bạn nhá. Cái này là quạt nhập từ Malaysia nên là cái tụ này cũng là do nước ngoài sản xuất. Còn hầu hết cái tụ Việt Nam mà nó bán ở thị trường Việt Nam ấy là tụ Trung Quốc chất lượng nó hơi kém, dùng một thời gian là bắt đầu nó hỏng hoặc là cái điện dung của nó xuống. Đây cái mô tơ đảo gió này các bạn nhìn thấy chưa? Nó cũng xịn sỏ hơn so với cái mô tơ đảo gió thông thường nhé. Rồi, tiện thì mình cũng cho các bạn xem luôn về cái mạch điều khiển của cái con quạt Panasonic giá tiền triệu như này các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Hàng cao cấp nó khác. Cái mạch nó rất to và linh kiện nó rất nhiều luôn. Trước thì mình có mở cái quạt của Vinawin nó khoảng mấy trăm ngàn thôi nhưng mà cái mạch nó khá nhỏ, linh kiện nó ít lắm. Nhưng mà với cái quạt Pana này các bạn nhìn thấy chưa? Rất nhiều linh kiện. Đây các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái con điều khiển này. Con này là con R5F213 này. Đây, đây chính là cái mạch phía sau của nó các bạn nhé các bạn nhìn thấy linh kiện của nó rất chi là xịn sò luôn nhé cái mạch này nó sẽ cấp điện áp cho video điều khiển nó bằng một con tụ các bạn nhé con tụ này nó sẽ hạ áp từ điện áp 220 xuống 5V đấy các bạn nhìn thấy chưa các quạt thông thường thì nó cũng hạ áp bằng tụ nhưng mà tụ quạt thông thường nó chỉ dùng cái điện áp là 275V thôi nên là nó nhanh hỏng lắm còn cái quạt này mình thấy nó ghi là 310V này thì cái điện áp chịu đựng nó càng cao thì cái độ bền nó càng cao các bạn nhé đây mình đã lắp lên rồi bây giờ mình bật lên nhá đấy các bạn thấy không đây là cái số to nhất này Mình cảm nhận ở bên ngoài là mình thấy quạt chạy rất êm Lưu lượng gió rất mạnh luôn Bây giờ mình chuyển sang số 1 này Thì đối với quạt này nó có cái chế độ ghi nhớ khác so với quạt thông thường các bạn nhé Có nghĩa là khi các bạn đang sử dụng như này Ví dụ các bạn đang bật số 1 và đang không cho nó quay đi quay lại Các bạn tắt đi Đấy và các bạn bật lên thì nó sẽ ghi nhớ là vẫn đang ở cái trạng thái là số 1 và không quay đi quay lại. Ví dụ như bây giờ các bạn chuyển sang số 3 này Và các bạn cho nó quay đi quay lại Cho nó quay đi quay lại như này Mà các bạn tắt nó đi này Tắt đi này Thì khi mà các bạn bật lại Các bạn bật lại như này Thì nó sẽ lưu nhớ cho các bạn ở cái mức số 3 Và quay đi quay lại nhé Về cái lưu lượng gió này Cũng như là cái độ êm thì mình thấy là cực kỳ hài lòng Rất êm Chạy bằng vòng bi có khác Và nhất là cái vòng bi của quạt cao cấp tuy nhiên cũng còn có một số các cái điều mà mình chưa nghĩ cái điều đầu tiên đó là cái ốc mà siết cánh ấy, thì cái gen nó làm bằng nhựa các bạn nhé thì gen làm bằng nhựa thì rất dễ bị trờn cái điều chưa hài lòng thứ hai thì các bạn nhìn đây khi mà mình chuyển số này chuyển từ số 1 sang số 2 này số 2 số 3 này thì cứ mỗi một lần chuyển số thì động cơ nó dừng lại một cái nó dừng một cái xong bắt đầu nó mới chạy tiếp thì như vậy là khi mà nó đang chạy nhanh xong nó dừng xong nó lại chạy thì nó sẽ nhanh làm hỏng cái trục và vòng bi hơn thì theo mình là không nên để như thế mà mình cũng không hiểu sao nhà sản xuất lại để ở cái chế độ như vậy cái điểm chưa hài lòng thứ ba thì các bạn nhìn thấy đây đây chính là cái tem dán nhãn năng lượng đây quạt đắt tiền cao cấp mà có 3 sao thôi có 3 sao thôi chứ chưa đạt đến 5 sao có nghĩa là cái quạt này nó chưa thực sự tiết kiệm năng lượng so với cái hiệu năng nó mang lại cái điểm chưa hài lòng thứ tư đó là với một chiếc quạt cao cấp như này, tiền triệu như này nhưng lại không có cái chức năng gió tự nhiên. Các bạn nhìn thấy cho điều khiển không hề có cái chức năng gió tự nhiên. Rất đáng tiếc luôn. Bởi vì cái chức năng này cực kỳ hữu ích cho những người già và trẻ nhỏ trong những cái thời điểm mà giao mùa. Cái chức năng gió tự nhiên đấy nó sẽ làm cho cái gió nó thoang thoảng thôi. Chứ còn nếu mà không chúng ta bật số 1, số 2, số 3 ấy, nó cứ thế nó chạy theo đúng cái tốc độ của nó. Và những cái thời điểm giao mùa này rất dễ lạnh và rất dễ ốm. Rất tiếc là quạt này lại không có. Thì qua cái video này thì các bạn có thể thấy rằng à, quạt đắt tiền đúng là nó có nhiều thứ đáng giá thật, trong đó trục nó dùng vòng bi cực kỳ êm ái, cực kỳ bền luôn. Do đó nếu như các bạn biết về kỹ thuật và các bạn có khả năng chế cháo thì à, các bạn có thể mua những cái vòng bi xịn đắt tiền chính hãng, các bạn chế vào những cái quạt thông thường của mình thôi là đảm bảo với các bạn là các quạt nhà các bạn chạy êm ru luôn, các bạn không cần phải tra dầu tra mỡ nhé. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.